Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng. Sáng nay, lãnh đạo Đảng Dân Chủ đối lập chính tiếp tục kêu gọi các nghị sĩ bỏ phiếu luận tội Tổng thống lần thứ hai. Cũng trong hôm nay, thì Quốc hội Hàn Quốc sẽ tổ chức phiên họp để chất vấn thành viên nội các về việc ban bố thiết quân luật. Ông Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng Dân Chủ, đã kêu gọi các nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý luận tội Tổng thống Yoon, cho rằng quyết định này sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị một cách nhanh nhất và toàn diện nhất. Đảng này dự kiến đưa kiến nghị luận tội mới đối với Tổng thống Yoon ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày mai 14 tháng 12. Tính đến chiều qua, đã có 7 nghị sĩ Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền tuyên bố sẽ biểu quyết ủng hộ luận tội nhà lãnh đạo này. Theo tỷ lệ hiện tại, chỉ cần thêm một nghị sĩ Đảng cầm quyền ủng hộ là hội đủ 2/3 số phiếu cần thiết để thông qua kiến nghị luận tội. Cũng trong hôm nay, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tổ chức phiên họp để chất vấn Thủ tướng và các quan chức đã tham dự cuộc họp nội các gây tranh cãi ngay trước tuyên bố thiết quân luật hồi tuần trước. Các quan chức được yêu cầu có mặt trong phiên chất vấn gồm Thủ tướng Han Duck-soo, Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok, Bộ trưởng Giáo dục Lee Chu-ho và Ngoại trưởng Cho Tae-yul cùng nhiều người khác. Cùng ngày, Bộ Tài chính Hàn Quốc khẳng định sẽ triển khai các biện pháp bổ sung nhằm bình ổn thị trường trong trường hợp xảy ra biến động quá mức do các động thái chính trị có thể gây ảnh hưởng tới nền kinh tế nước này. Giao tranh tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 12 tháng 12, giới chức y tế Gaza cho biết là ít nhất 30 người Palestine đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong một cuộc không kích mới nhất của Israel vào khu vực trung tâm dải Gaza. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa bình luận về thông tin này. Theo đó, các cuộc không kích của Israel nhằm vào một số ngôi nhà ở trại tị nạn Nusairat và trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em. Nusairat là một trong 8 trại tị nạn của dải Gaza, vốn ban đầu dành cho những người tị nạn Palestine kể từ cuộc chiến năm 1948 xung quanh việc thành lập nhà nước Israel. Hiện, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận nào. Các cuộc không kích mới nhất của Israel diễn ra trong bối cảnh. Trước đó, quân đội nước này cũng đã thực hiện 2 cuộc không kích ở phía nam Gaza và khiến 13 người Palestine thiệt mạng. Những người mà giới chức y tế Gaza cho biết đây là một phần của lực lượng bảo vệ các xe tải cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, quân đội Israel đã phản bác thông tin trên, cho rằng đây là những thành viên Hamas đang cố gắng cướp hàng viện trợ. Quân đội Israel cũng khẳng định đã tiến hành các cuộc không kích chính xác trong đêm nhằm vào những nơi có sự hiện diện của Hamas ở khu vực nhân đạo do Israel chỉ định ở phía nam Gaza. Ngày 12 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo là nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong bối cảnh Washington đang gấp rút tăng cường hỗ trợ Kiev trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào đầu năm tới. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ Mỹ chuẩn bị cung cấp thêm một gói viện trợ quan trọng gồm vũ khí và trang thiết bị cấp thiết cho các đối tác Ukraine để nước này tăng cường năng lực phòng thủ, đồng thời tiết lộ nguồn viện trợ mới sẽ được lấy từ kho dự trữ quân sự của Mỹ. Đây sẽ là gói viện trợ thứ ba mà Washington công bố cung cấp cho Kiev trong tháng này, sau một gói hỗ trợ an ninh trị giá 988 triệu đô la Mỹ và một gói viện trợ 725 triệu đô la Mỹ. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Tổng thống Joe Biden đã nói rõ rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp các gói viện trợ bổ sung cho Ukraine tới khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Việc Mỹ tăng cường các khoản viện trợ cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump đã liên tục chỉ trích việc Washington hỗ trợ cho Kiev, đồng thời tuyên bố ông có thể sẽ thúc đẩy các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay sau khi ông nhậm chức. Rạng sáng nay theo giờ địa phương, Quốc hội Moldova đã bỏ phiếu ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày do dự kiến nguồn cung khí đốt từ Nga tới nước này sẽ bị cắt kể từ đầu năm sau. 56 nghị sĩ trong tổng số 101 nghị sĩ Quốc hội Moldova đã ủng hộ biện pháp này trong cuộc bỏ phiếu vào rạng sáng ngày 13 tháng 12, sau lời kêu gọi phê duyệt của Thủ tướng Dorin Rysian nhằm đảm bảo khu vực Transnistria ly khai của Moldova có đủ nguồn khí đốt cần thiết. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 16 tháng 12 cho phép chính phủ đưa ra phản ứng nhanh chóng và hạn chế việc xuất khẩu năng lượng. Moldova tiếp nhận khoảng 2 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine. Quốc gia đã tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt với tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga. Hợp đồng này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 tới. Từ năm 2002, Transnistria và chính quyền trung ương đã nhất trí rằng tất cả khí đốt của Nga mà Moldova nhận được sẽ chảy đến Transnistria. Chính phủ Moldova cho biết việc không cung cấp khí đốt cho Transnistria sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo
và cũng sẽ tạo ra rủi ro cho sự ổn định của ngành điện Moldova. Hiện, Nga chưa đưa ra bình luận trước những thông tin này. Cứ đến dịp năm mới, ông già Tuyết và công chúa Tuyết lại xuất hiện để đem niềm vui và may mắn đến cho trẻ em cũng như là các gia đình ở nước Nga. Năm nay, Đại hội các ông già Tuyết và công chúa Tuyết toàn Nga lần thứ 15 đã khai mạc tối qua theo giờ địa phương tại thành phố Khanty-Mansinsk thuộc khu tự trị cùng tên để chọn ra cặp đôi xuất sắc nhất trong số này. Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Sự kiện năm nay diễn ra ở công viên chính Boris Losev tại thành phố Khanty-Mansinsk với một buổi lễ khai mạc hoành tráng có sự tham dự của 35 cặp ông già Tuyết và công chúa Tuyết đến từ các địa phương của Nga và Belarus. Theo kế hoạch, trong hai ngày 13 và 14 tháng 12, ban giám khảo sẽ chấm điểm và chọn ra cặp đôi nhận danh hiệu ông già Tuyết và công chúa Tuyết xuất sắc nhất nước Nga với nhiệm kỳ 5 năm. Ông già Tuyết và công chúa Tuyết chiến thắng trong cuộc thi 2019 sẽ trao danh hiệu cho cặp đôi quán quân tại đại hội năm nay. Đại hội các ông già Tuyết và công chúa Tuyết được tổ chức tại thành phố Khanty-Mansinsk từ năm 2001. Đến năm 2007, sự kiện đã trở thành đại hội toàn Nga. Trong hành trình 15 năm qua, sự hiện diện của các ông già Tuyết và công chúa Tuyết luôn đem đến niềm vui và hứng khởi tới người dân thành phố, đặc biệt là trẻ em nơi đây.